Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, ngành chăn nuôi dê lấy thịt ngày càng được nhiều hộ chăn nuôi áp dụng để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, thúc đẩy mô hình nuôi dê sinh sản phát triển. Nuôi dê sinh sản không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, người nuôi có thể chủ động được con giống. Mô hình này đã và đang được áp dụng rất phổ biến. Thời gian dê mang thai trung bình là 150 ngày, dao động từ 145 đến 157 ngày. Các bạn lưu ý khi thai đến ngày 140 thì cần chuẩn bị đỡ đẻ cho dê. Vậy cách nhận biết dê sắp đẻ và cần chuẩn bị những gì? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, về những dấu hiệu khi dê sắp đẻ. Dê khó chịu, đi tiểu liên tục, bầu vú và âm hộ sưng đỏ, bụng xa, bầu vú căng. Chân cào đất, từ âm hộ có dịch chảy thành dòng và xuất hiện bọc ối là dê sắp đẻ. Khi nước ối vỡ ra là dê đẻ, bình thường thai sẽ được đẩy ra từ từ theo nhịp dặn của dê mẹ. Thường dê đẻ từ 1 đến 4 giờ tùy theo số lượng thai và vị trí thai. Thứ hai, chuẩn bị chuồng cho dê đẻ. Khi dê sắp đẻ, phải chuẩn bị ngăn, nồng, chuồng sạch sẽ, giải lớp lót cho dê như cỏ, rơm khô vào đáy chuồng để thấm sạn dịch khi dê đẻ. Với dê sắp đẻ, lên nhốt riêng từng con ở trong chuồng đã được vệ sinh và tiêu độc với các loại dung dịch khử trùng an toàn như iodina còng, belucid của VB Pharma hoặc Dexon Super của Interchemie Hà Lan để khô, sạch, kín, ấm và yên tĩnh. Thứ ba, cần chuẩn bị nhân lực, dụng cụ và thuốc thú y. Cần có người trực cho dê đẻ, chuẩn bị cũi, lót, ổ nằm cho dê con sau thời điểm sinh. Nếu thời tiết dưới 22 độ C, lên cho dê con nằm trong ổ và lắp đèn úm, bóng đèn sưởi hồng ngoại, các dụng cụ như cồn iốt như iodina còng, khăn lau, kéo, chỉ để cắt rốn cho dê sơ sinh. Thuốc thú y cần chuẩn bị thuốc kháng sinh như sau: Biocilin 150 LA giúp phòng viêm cho dê. Thứ hai là thuốc kích thích co bóp tử cung oxytocin 10 hoặc oxytocin 20, dùng trong khi đẻ với trường hợp dê đẻ khó và sau khi đẻ để đẩy hết nhau thai và sản dịch ra ngoài. Thuốc bổ trợ, trợ sức, trợ lực như Butasan 100 hoặc Butavit giúp trợ sức trong và sau khi đẻ, giúp dê được phục hồi. Dung dịch tiêm truyền như Elagen 100 ENG, dùng trong trường hợp dê mẹ yếu cần trợ sức. Ngoài ra, để giảm đau, kháng viêm cho dê mẹ, các bạn có thể dùng Keflofen của VB Pharma hoặc Ketoson 100 của Interchemie Hà Lan. Trước khi dê đẻ 5 đến 10 ngày nên giảm bớt thức ăn tinh ở những dê cái có năng suất sữa cao để tránh viêm vú sốt sữa. Các bạn thân mến, Dr. Vet vừa cùng các bạn tìm hiểu về cách nhận biết dấu hiệu dê sắp sinh và những điều cần chuẩn bị cho dê. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn bổ sung thêm kiến thức về chăn nuôi dê. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của chương trình. Chúc các bạn chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên đề tiếp theo.